nha. Rồi hát đi. Bên đời người xưa, nước mắt cháy dài trên sông, có một người quên, một người cứ sao nhớ hoài. Thà ngư đừng hứa, thà ngư đừng hứa, sẽ mãi yêu tôi, xa mãi bên tôi đến suốt cuộc đời. Thà ngư đừng hứa, thà ngư đừng hứa, có lẽ bây giờ tôi đâu phải khóc như một người dưng. Thăng khúc mà được không? Hết. Dạ thưa cô chú anh chị, thì hôm nay thì Cường cũng đến thăm em Sơn và em My nghe cô chú anh chị. Mưa quá trời đường này cô chú anh chị xem nè. Trong nhà của em Sơn em My cũng vậy nữa. Ngập nước hết chứ. Rồi chào em Sơn. Dạ chào anh. Bữa nay không đi làm đâu hả cưng? Dạ không anh. My đâu rồi? Đang làm đồ ăn. My đang làm đồ ăn hả? Dạ. Mà sao bận lạnh hay sao? Đang mới đi bắt ốc về cái gì? Mới đi bắt ốc về hả? Để bắt ốc cái dịch sao? Có nuôi dịch nữa hay sao? Có mấy dịch đẻ. Vậy hả? Hôm qua thì anh có ghi hình hai đứa đó nhưng mà hỏi cũng chưa đâu ra gì. Nên là ngày hôm nay anh xuống hỏi cho nó cụ thể hơn ha. Dạ. Về vấn đề là giữa tình duyên của hai đứa đó. Sớm ngồi. Thì hôm nay anh xuống anh hỏi cho cụ thể hơn về vấn đề tiện tình của hai đứa đó, em Sơn và em My đó, ha. Là thì cũng như clip truyền tải lên clip trước á, thì Sơn nói là Sơn đi cắt lúa ở thôn lúa Cần Thơ ha, là quê hương của My. Yeah. Là đi cắt lúa mướn. Rồi My thì ở quê nhà thì đi bán vé số đúng không My? Đúng. Rồi tình cờ thì My đi bán vé số rồi gặp Sơn này thì cũng vô nhậu, gọi nhau nhậu đúng không? Trong cái cuộc nhậu đó là rồi xong rồi hai đứa hợp tình hợp lý đến với nhau đúng không? Dạ. Yeah. Thì cho anh hỏi là thí dụ như mà hai đứa đến với nhau vậy đó, hai bên có công nhận, có đồng ý không? Có. Là Sơn có vô nhà em chưa? Dạ vô rồi. Rồi cha mẹ em có nói gì không? Dạ không. My em, gia đình em bao nhiêu người My? Em với nhỏ em với ba với mẹ. Là em chỉ có hai người, anh chị em thôi hả? Dạ. À rồi Sơn thì bao nhiêu người anh em lận? Sáu người anh em. Sáu người anh em nữa hả? Dạ. Sơn là người thứ mấy trong nhà? Thứ sáu. Sơn là người thứ sáu luôn? Dạ. Vậy là còn một người em nữa hay sao? Hay là Út? Người em gái Út. Út. À người còn người con em gái Út nữa đúng không? Dạ. Rồi My thì với Sơn gặp gỡ nhau vậy là nói chung là hai bên gia đình cũng đồng ý đúng không? Dạ. Rồi về đây là bên Sơn mới đầu là em về đây nè My. Mới đầu là em theo Sơn về đây là gia đình của Sơn có nói năng gì không? Không. Cũng đồng ý luôn hả? Dạ. Chị em của Sơn cũng đồng ý luôn. Dạ. Rồi Sơn đi vào anh cũng vậy luôn. Dạ. Là gia đình nó bệnh cũng đồng ý luôn, không có ngăn cản hay là gì sao? Không. Mà sao em thấy anh thấy ngộ ha, hai người đến với nhau mà gia đình cũng đồng ý hết, không ngăn cản. Tại vì ông ba cũng thương, cha mẹ em thương nó, bên đây cũng thương em. Nói chung về cái câu chuyện này để anh hỏi My nhiều hơn đó. Dạ. My từ lúc mà em trở thành người con gái này là lâu chưa hay là? Là lâu rồi anh. Lúc em cỡ mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi là em bắt đầu em trở thành con gái. Em đi tóc dài. À lúc đó mình yêu thích hay là sao? Tại em phải để tóc dài, phải xài kem, xài phấn vậy đó. Thích mặc đồ con gái. Thích mặc đồ con gái. Rồi là tự nhiên đó mình trở thành con gái luôn. Dạ. Yeah. Rồi Sơn là thích My ở điểm nào vậy? Ở điểm cũng vậy nè. Cũng vậy luôn hả? Dạ. Yeah. Rồi hàng ngày này thì công việc của Sơn với My là người ta mướn cái gì để mừng nấy ha. Dạ. Nói chung là mừng nhổ cỏ dặm lúa. Sáng giờ thì cơm trưa hay là sao? Mới nấu cơm chưa ăn. Chưa ăn hả? Dạ. Được gì ăn bữa nay? Được ốc ngày qua bắt được mấy con kho đó với mấy khô đù đù chiên. Như hả? Có nhà nè trầu. Nước mưa ngập. Mưa. Tối mưa đó đúng không? Mưa lớn. Rồi sao rồi có giọt ướt không? Không tạt vô mà trong có giọt. Gió không? Anh thấy cái cao thu cũng lủng lủng hết trơn rồi nè. Một cái lỗ kim kim. Rồi vậy nó có giọt vô không nè? À, có giọt cái chỗ này với chỗ này. Giọt chút xíu. Dùng cũng vất vả ha. Nhưng mà anh nhiều khi anh thắc mắc về vấn đề là cuộc tình của hai đứa đến với nhau mà nói chung là hai bên gia đình cũng đồng ý, không có ngăn cản. Yeah. Vậy là My này em thích từ lúc mà em thích bận đồ gái.
đồ con gái từ lúc em mười mấy tuổi đúng không My? Dạ. Rồi lúc đó là mình không thích, có nghĩa là mình không có tình cảm yêu đương với người con gái mà. Không, em nói chung là em gặp con gái là cũng như bạn thôi, nói chung là không có tình cảm, không có gì chăng á. Nhưng mà đối với con trai thì con trai là nói chung là thương. Có ha. Có. Anh có nghe My biết hát đúng không? Nói chung là biết mấy bạn thuộc lòng thôi chứ không có biết chữ. Vậy hả? Thôi bữa nay hát tặng anh bài thứ rồi. Hát cái gì vậy trời? Bài nào mà em thuộc đó. Ủa My em không có biết chữ hả? Không. Hồi đó ở đi đó không có học hay sao? Tại vì nhà nghèo đi bán vé số, nhỏ lớn nuôi cha nuôi mẹ rồi lớn rồi không có đi học luôn. Vậy hả? Dạ. Rồi bao lâu rồi mình không được về quê? Dạ hơn một năm mấy, hai năm nay em đâu có về, lâu lâu em về một lần. Hơn một năm nay là không về? Dạ. Mỗi lần về là hai chồng về luôn hay là hai về đứa đi về chung không ạ? À. Đi xe nhà đó rồi chạy về chung, rồi chừng nào chơi thì bữa hai bữa thì chạy xuống đi làm. Ừ. Rồi cha mẹ thì không nói gì hết? Dạ không. Rồi người em gái của em có nói gì không? Không luôn. Mà hiện tại bây giờ là ở nhà em là người em gái là của em á, là sống chung gia đình phải không? Sống chung gia đình. Có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có rồi luôn ha. Dạ. Mình Sơn nó hiền ha My. Dạ. Hiền mới thương. Hiền mới thương hả? Đâu em thử cái bài nào mà em thuộc lòng. Sơn hồi đó em có học không Sơn? Dạ. Hồi em có biết chữ không? Dạ. Không biết chữ luôn hả? Dạ. Hai đứa không biết chữ luôn. Hôm nay em hát tặng anh bài thôi, bài nào em thuộc lòng á. Thuộc lòng hả? Ừ. Hát bản gì vậy trời? Bài đi. Hát hả? Thôi lần đầu tiên mà My với Sơn gặp nhau là hai đứa đến với nhau đó là My có hát tặng Sơn bài nào không? Không. Thôi bây giờ là khoan tặng anh đi. Trước nhất là em hát tặng cho chồng em một bài đi. Tặng bài hả? Ừ. Hát đại được không? Được, hát đi. Bạn thà hai người đừng hứa đi. Ừ, thà người đừng hứa, đúng rồi. Hết chưa? Em biết hát một khúc mà không hát nguyên bản. Mà hay mà, cái giọng em hát hay mà. Hát được con khúc nè. Mấy hồi đó là từ nhỏ lớn lên tới giờ là em, từ khi em chưa gặp Sơn hay là hoặc là sau em gặp Sơn em có đi theo đoàn lô tô nào không? Dạ không. Không mà cái chất giọng em hát hay mà. Em ở nhà em đâu có đi lô tô, nói chung là đám vòng vòng thì quen biết hát bạn hay bạn kia gì đó rồi không có hát nhiều. À. Em không có biết chữ. Anh thấy thường thường là như em là đi đoàn lô tô nhiều á. Tại vì người ta đi em không có đi, đi vòng vòng em ai mướn gì bằng nấy, em đi nói chung là mưa gió không có chỗ ngủ nghe rồi ăn không có ăn em không có đi. Anh thấy đa số ha, đa số là đi theo đoàn lô tô đó người ta nuôi ăn nuôi ở đó cũng đúng không? Dạ có, nhưng mà thấy nó bắt bên lắm. Bắt bên như thế nào em biết không? Nói chung là khi mưa gió mình bán mình ăn phần trăm, rồi mưa gió bán không được rồi không có tiền như đó, người ta nuôi cơm chứ đâu có cà phê pháo mình tự túc này nọ mình tự mà. Vậy hả? Yeah. Nói chung là kem phấn son rồi là mình tự mình mua. À. Người ta chỉ là nuôi cơm mình thôi. Cơm không à. Rồi trả lương cho mình là ví dụ như anh bán được 100.000 anh được 10.000. À có nghĩa là mình ăn 1% ha. Yeah. 100.000 thì mình được 10.000. Làm mắc vé thì mình đền. Làm mắc vé thì mình đền. Ừ. Nhưng mà thường thường đi bán sao mà mình mắc vé được? Tại vì mình để mình bán rồi mình quên lấy á. Lúc trước em cũng có vòng vòng đi bán vòng vòng hỗ trợ nè. Ừ. Rồi thấy vậy thôi em không đi nữa, em ở nhà. Ở nhà luôn ha. Đi làm ruộng ha. Ừ. Ai muốn gì mình làm nấy ha. Ừ. Sáng ông chủ cũng điện lại nè, ông kêu hỏi đi làm không ấy, tao vô quay thêm ngày nữa. Ờ anh Sơn em tính làm gì? Sáng chủ điện. Ta điện em đi nhổ cỏ. À My đi nhổ cỏ hả? Mấy người ta vô quay. Ừ. Em không có đi. Thì có gì đâu, thí dụ như mà có công việc làm người ta kêu mình đi làm thì mình đi đi. Yeah. Ha. Gắng làm để kiếm tiền mà mua tấm bạc tấm gì đó để mình che lại cho nó được cái giọt đừng có tạt nữa. Yeah. Thí dụ như My nè, My với Sơn nè, hai em nè. Anh hỏi câu chân thật ha, là câu thực tình. Thí dụ như mà hai em có một điều ước. Hai em ước gì? Em ước được có cái chỗ che nắng che mưa, đừng có mưa nữa là có chỗ ở là em mừng. Không cần đẹp đúng không? Dạ. Thì miễn là nhỏ đừng có dột, đừng có ướt, đừng đi tới đi lui là được, dễ có chỗ ngủ nghe, cũng đi mằng gì có chỗ ngủ là được. Yêu cầu là che nắng che mưa. Dạ. Với có một cái giường để em ngủ cho nó ngon giấc thôi đúng không? Dạ. Chứ không thôi bị anh có thấy là mùng của em nó gắt hết trơn rồi, có văng mùng văng gì không? Nó gắt đâu có văng được đâu, văng cũng vậy hả? Rồi hai đứa nằm vậy luôn hả? Thì nằm em mở quạt rồi gõ sáng đêm rồi mũi không chắc mũi dữ lắm, mũi lấy mền chùm lại
mũi nó mền trùng lại hả? Dạ, lúa cao cũng đỡ đỡ rồi. Cái này anh thấy ở đây ví dụ như mưa mà động nước này chắc lăng quăng lại mũi dữ lắm chứ. Mũi. Mũi cũng phải chấp nhận thôi phải không? Dạ. Yeah. Thôi sao mình không gắng dành dụng tiền thôi đi mặn mua cái mùn để dân ngủ mới cho nó. Mua chứ bây giờ mặn một ngày mặn 3-4 ngày sau nghỉ còn không đủ ăn nữa, tiền đâu mua. À cái đây là nói chung là cái công việc của mình nó cũng không có ổn định luôn. Ổn định mỗi ngày, ví dụ như lâu lâu người ta có làm công chuyện người ta mới kêu, nó lỡ không gì đó. Không có làm gì đó. Vậy là lâu lâu người ta mướn người ta kêu mình làm ngày 2 ngày vậy thôi. Chứ ở đây ít có ai kêu lắm. Rồi thí dụ như cái môi trường sống ở đây và cái ở trên nhà em á My, chỗ nào nó sống tốt hơn? Ở trên nhà em nói chung là sống có điều kiện đỡ hơn, nhưng mà em muốn ở đây. Thì đi thì hai đứa nó ở đây lo mặn, em nó không đi em cũng đâu đi đâu. À Sơn không chịu đi lên trển ở hả? Thí dụ như không có chuyện mặn thì mặn đó. Rồi thí dụ như lên trển thì nhà đó mình vô ở trong nhà. Nói chung là ở chung với mẹ luôn vậy đó. Nhưng mà Sơn không chịu đi tại vì đi lo lên đó là công việc không có hay sao? Không có chuyện mặn. Ở đây thì nó nhầm đỡ khi nó kêu xịt thuốc hay là đi cắt lúa lộn rồi đó, thì có hai đứa đi làm chứ đâu có ai kêu gì đâu. Chứ gì sợ bây giờ bán vé số cũng ế khó khăn, không có bán được nữa. Em cũng không có đi. Nhưng mà anh chị nghĩ, anh chị thắc mắc cái là Sơn với My gặp nhau nói chung là trong xóm hoặc là cha mẹ hai bên cũng đồng ý, không có ngăn cản hả? Không có ai la hết chứ. Mặc dù là mình nói chân thật ra thì giống như My với Sơn là hai người cùng giới. Dạ. Nhưng mà cha mẹ không ngăn cản, cha mẹ vẫn đồng ý. Dạ. Rồi bà con lối xóm ở trong đây người ta cũng không có. Nói chung là ở xóm này về là ai cũng thương chứ không ai nói gì chứ. Nhưng mà anh thấy My chắc giỏi giang lắm ha. Dạ. Cũng siêng năng cần cù. Rồi Sơn này thì nói chung là cũng giỏi giang về vấn đề là ai kêu gì mình bằng nấy, nhưng mà tại vì lúc này người ta không kêu mình hay sao? Dạ. Tết kêu lúa hả? Cao rồi đó. Lúa cao ít là nó lúa không bệnh. Bình nào cắt lúa mới có chuyện làm. Rồi sáng giờ hai chọn cơm chưa? Chưa, mới nấu. Rồi dọn cơm ăn đi cho anh coi luôn. Mới vừa nấu xong. Vậy hả? Ôi giờ cái giạc gãy hết trơn rồi. My hồi tối em có nhẹ nhàng không My? Sao giặt rụng rồi hết trơn rồi cưng? Nằm xuống không dám nhúc nhích nữa đó. Vậy hả? Sợ nó gớt hả? Anh thấy giặt gì đâu rụng rồi chứ là trời. Nó muốn gớt thật á. Có khi nào đêm đêm hai chồng ngủ cứ làm cái hầm xuống dưới không? Có, mà hôm có nè, nó gãy cái cây gớt xuống. Tại em mạnh quá hay sao? Phải. Tại nó sợ. Bộ giặt toàn là cây cao người ta cho chim bên không đó. Vậy hả? Tủ lạnh này thì được người ta cho nhưng mà cũng không có xài được, để mà để đồ đâu có xài, để đồ được thôi chứ xài không được ha. Ăn với khô chiên. Khô lụt đồ chiên sáng mua được 15.000 khô lụt đồ chiên. Bữa cơm đạm bạc nhưng mà thấm tình nghĩa hưu thê đúng không? Hai chén chưa cơm một cơm nấu rồi chưa ăn nữa. Em qua đi dắt qua lộ mua gạo mua khô mè mới mưa. Mưa hả? Mưa tới chiều mưa luôn tới chân rạng. Cái bữa cơm của em My và em Sơn này có chú anh chị. Khô chiên nghe, cái này khó quẹt phải không? Có ốc. Ốc khó quẹt. Ốc khó quẹt. Rồi gạo, rau muống đồng mình nha. Mới hai. Rau muống đồng mà. Nói chung ở đây là đồng ruộng của chú anh chị. Thì về những thực phẩm gọi là đồng ruộng thì phong phú lắm, nào là rau này rau nọ đó phải chứ chị. Nhưng khô này là phải đi ra chợ mua. Mấy em đi chợ là em đi bộ luôn hả My? Em đi ra tiệm tạp hóa ngoài này nè. À tiệm tạp hóa thôi, ngoài đấy, ngoài trước đó hả? Chợ xa đó đâu có gì đâu đi. Cơm này hả? Ê, không ngồi xỉu xỉu. Ngồi thì sao muốn sụp cái giường luôn. Giỡn lên toàn là chim chứ không. Đúng rồi, anh nhìn thấy mà, thấy chim không à. Vô, đây nè, ngồi lại đi. Cái giò My xinh kìa. Ôi trời, nhưng mà mưa mà nó ngập lên cái này rồi. Giờ đỡ rồi, mấy bữa trước kìa, cỏ đi luôn. Thầy lầy. Sơn thì bới cơm ha. Ở dưới quê mình đây thì nói chung không, ở dưới đồng ruộng mình thì nói chung là cũng không có sang trọng như người ta ha, Sơn ha.
Người ta sáng người ta đi ăn sáng, ăn bún, ăn phở, còn mình đây là chỉ có cơm thôi. Sáng nấu cơm sớm ăn đó. Mình đây là sáng thì cơm, rồi chiều mới cơm, còn cử trưa mình có ăn không? Không. Ăn một ngày có hai cử, sáng chiều. Sáng chiều thôi ha. Cơm này ha. Dùng đi em. Sáng tính dọn cơm cái ăn hai anh vô luôn đó. Như hả? Sáng nấu cơm sớm quá trời. Đâu ở đây đâu có ăn sáng đâu. Mì với Sơn ở đây nói chung là ông buồn đâu có đi ra lộn mua gì đâu. Ở đây là không có phải như ở chợ. Nói chung là hoàn cảnh khó khăn thì nói chung không phải như người ta. Thí dụ như người ta có điều kiện thì ngày sáng người ta ăn bún ăn phở. Còn hoàn cảnh khó khăn Mì với ông Sơn đây là sáng chỉ nấu cơm ăn thôi, rồi bắt đầu chiều mới ăn thêm cử nữa. Đúng không Mì? Dạ. Đi ruộng cũng vậy, tháng dở cơm đi ra ruộng luôn. Nghe hả? Đi làm đi em, vợ cơm đi theo luôn hả? Sáng sớm nấu cơm đi. Hồi đó đấy giờ mới có tình đúc một miếng cơm nào cho anh Sơn ăn không? Không có gấp đồ ăn là có. À đó em thử đây. À thấy chưa? Tính ra là My thương Sơn dữ lắm á, chịu từ đó, thấy chưa? Từ Cần Thơ mà lại tới đây, nói chung là cũng chung sống với một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. My nói chung là sống rất là tình nghĩa nghe cô chú anh chị. Hồi Sơn này cũng sống nói chung là chân thật và chung thủy. Nói chung cái mối tình của hai người nói chung là cùng giống như nói chung là Sơn với My giống nhau đó, là không khác. Nói chung là cũng là hai người đàn ông đó, nói thẳng là như vậy. Nhưng mà hai người thì yêu thương nhau, nói chung là không bỏ nhau mà sống chung sống với nhau 11 năm rồi. Gắn bó với nhau ha My ha. À, hôm qua anh chị tải clip lên đó My. Thì có cô chú anh chị có bình luận trên kênh của anh nói là ủa sao My giống người con trai quá vậy. Thì anh trả lại thì My là người con trai mà. Nhưng mà tại vì My không thích người con gái. My nói chung là My sẽ trở thành người con gái đúng không My? Dạ. Yeah. Rồi mà nói chung là cái nét mặt với cái tóc dài của em á, cũng có nhiều cô chú anh chị khán giả cũng bình luận lại nó. Em kẹp lên á. Ừ. Nói là My có phải gái không? Nói chung là cũng chưa phân biệt được em là trai hay gái nữa đó. Thường thường thí dụ ở dưới quê nè, hai vợ chồng thường thường là thí dụ như mà một ngày nào đó thì hai vợ chồng có thường đi tắt cá bắt cá gì để mà về sống không? Để có, hai nước quận đem múc cái gu dâm. À, có luôn hả? Đi tắt cái gu dâm về bán, không bán để ăn. Hôm nay mưa quá rồi, con nước vô thịt uất thôi rồi đi bắt rồi. Cá gô đó là cá gô nhỏ nhỏ đúng không? Cá gô bí á. Cá gô bí. Ngon không Sơn? Ngon. Ngon không My? Ngon. Đói bụng ăn ngon. Chứ anh là sáng sớm mà ăn cơm là anh ăn không vô đâu. Ba em đi bắt. Quay lắm rồi. Mấy giờ quay xong anh bắt nhập được chút xíu. Bắt ốc quá hả? Dạ. Ừ. Mưa đi bắt ngồi được mớ. Ừ. Kho sáng ăn. Kho sáng ăn. Sáng thì hai chồng có cơm vậy thôi chứ còn thật sự không có ăn mà bún hay là gì đó với người ta đúng không? Dạ. Đâu có gì ra lộn chứ không? Ừ. Thì thưa cô chú anh chị, ở đồng quê là vậy đó cô chú anh chị, ở ngoài ruộng mà. Nói chung là về vấn đề là vật phẩm hay là xa hoa gì đó thì không có. Thì sáng cái nấu cơm rồi có gì thì dùng nấy. Nên chung mà những đồ ăn ở đây toàn là đồng ruộng không cô chú anh chị, rau muống ruộng. Muống mới hái nãy. Còn chợ thì xa My thì với Sơn thì không có phương tiện đây đi nên cũng đội bộ ra ngoài tiệm tạp hóa đầu lộ để mua vài con cá khô về để chiên dùng cơm. Thì Cường cũng xin phép kết thúc đây để cho My và Sơn dùng cơm đó chú anh chị. Nhiều khi Cường ghi hình My với Sơn ngại miệng ăn không ngon đúng không My? Yeah. Thì thôi anh cũng xin ngưng tại đây ha, để cho hai vợ chồng ăn cơm cho ngon miệng ha. Yeah.